Chị em và các bạn thấy giòn rụm chưa? Hành phi, hành tím phi. Ngon ghê chưa? Cái màu hành nó đẹp ơi là đẹp luôn. Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm trước Vinh Khuyên có chia sẻ cách làm hành phi từ hành tím rồi hành tây, không cần phơi nắng, không cần sấy và vẫn giòn rụm để được lâu. Nhưng mà có một số bạn hỏi mình khuyên là làm hành phi từ cái hành mà người ta đã sấy sẵn và bán cho mình thì như thế nào. Hành sấy sẵn hôm trước mình mua rồi, cái mình bỏ cái bao đi rồi, là đây là cái hành sấy sẵn. Vậy em và các bạn có thể tìm mua ở trong tiệm Á Châu, bởi vì là cái này nó khô, nếu như mà bỏ vô trong dầu á là cứng ngắc luôn và nó không có thơm gì hết trơn mà nó cháy nữa. Do vậy mà cái cách phi này là anh chị em và các bạn theo dõi nha. Khoảng 200g hành khô thôi. Đến bước thứ hai đó là rửa hành, thì mình sẽ cần một cái rổ và một cái thau sao cho cái rổ mình để lọt vô trong đó. Sau đó mình mới cho hành ra trong rổ này. Rửa như vậy để cho thứ nhất là hành nó sạch, thứ hai nữa là làm cho hành nó ẩm trở lại thì lúc phi nó không có bị cứng và không bị cháy. Ở đây mình nhìn thấy cái nước nó dơ nè. Rồi cho nước rửa lần thứ hai. Lưu ý là mình rửa nhanh chứ không có ngâm nha, bởi vì mình ngâm là nó hút nước nhiều lắm. Như vậy chỉ rửa thôi. Và nhìn thấy nước trong, kê lên cái thau này, phía bên dưới nó trống để cho nước nó chảy xuống. Mình sẽ can ra như vậy nè, để cho cái nước nó nhiễu xuống hết và để cho ráo trong vòng khoảng 15 phút. Sau đó thì mình kiểm tra trong đây có những cái vỏ hành hoặc là những cái gốc hành mà người ta không có lột ra kỹ đó, thì mình bỏ ra. Cho đến khi 15 phút sau là mình thấy nó ráo rồi đó, thì lúc đó mình đi bắt dầu lên phi. Và trong phi hành thì mình khuyên nhắc đó là anh chị em và các bạn nhớ phi bằng cái nồi inox nha, đừng phi bằng cái chảo chống dính. Mình lấy cái nồi inox, với lại cái nồi inox đó, là phi hành nó sẽ giúp cho hành giòn. Đó là một bí quyết đó. Đây mình lựa bỏ ra bao nhiêu đây nè. Chuẩn bị một cái rây và một cái vá, một cái này để mình phi hành nè, và một cái nồi rộng có thành cao. Thành nồi cao như vậy để chút xíu nữa dầu nó không có văng ra ngoài cái bếp của mình sạch. Sau đó cho dầu ăn. Nếu mà cho ít dầu quá là nó không giòn, thì muốn cho ít dầu anh chị em và các bạn sẽ cho ít hành và phi làm nhiều lần. 200g mình sẽ bỏ khoảng 1 lít cho đến 1 lít 2 dầu ăn. Cách phi rất là quan trọng, anh chị em và các bạn chú ý cái dầu của mình á là không được nóng quá. Nếu mà nóng quá khi mình bỏ vào là nó phùng lên, nó làm cho tràn dầu ra bếp. Do vậy mình sẽ nấu, bếp mình đang nấu là số 9 đó, mình sẽ nấu 1 phút hoặc là 2 phút, sau đó thử dầu. Tức là mình sẽ cho một cái cọng hành nhỏ, mình thấy nó sôi lên sủi sủi bọt á là được. Cái này là chưa được, mình chờ cho một chút xíu nữa. Cái cọng hành mà mình cho vô mà mình thấy nó hơi nổi lên á, à, lúc đó mình cho hành vô. Nhớ quậy để cho đều nhiệt. Đây là cái bước quan trọng, do vậy anh chị em và các bạn coi mình khuyên làm rồi cùng làm cho nó thành công nha. Chị em nào đã biết rồi thì có thể lướt qua. Mình khuyên chia sẻ cho những chị em nào chưa biết, mình cùng theo dõi thật kỹ để làm thành công. Bây giờ thử lại lần 2. Rồi thấy như vậy là được rồi đó. Cộng hành mình thả nó vô là nó nổi lên liền á. Là bây giờ mình vẫn để lửa lớn, lưu ý vẫn để lửa lớn. Rồi cho hành vô liền nè. Mình không thấy cái dầu sôi bùng, như vậy là được. Bởi vì nếu như nó sôi bùng nó trào dầu. Rồi sau khi mình cho vô xong như vậy rồi, mình đảo, nhớ đảo không thôi bên dưới nó sẽ dính và khét á. Lấy cái vá này nè, nó có cái lỗ, mình đảo thì nó chảy dầu ra, nó không có bị giống như là cái vá kia. Rồi bây giờ như vậy nè, khoảng 1 phút mình hạ nhiệt để lửa trung bình thôi, tức là bếp có 9 số, mình để số 5.
cho nó sôi từ từ như vậy, để cho cái bước này là làm cho cái nước nó bay lên đó. Và đừng quên đảo nha, không thôi nó cháy ở bên dưới á. Bếp để số 5 thôi, tức là thỉnh thoảng mình đảo chứ đừng có quậy quá. Bởi vì nếu như mình quậy quá là cái hành nó nát. Chỉ chủ yếu là đảo cho nó đừng có cháy thôi. Bếp vẫn để số 5. Và cái này mình sẽ tốn khoảng từ 20 phút cho đến 22 phút. Tức là bây giờ trở đi là mình tốn khoảng 20 phút quậy nữa đó. Nhưng mà thỉnh thoảng quậy như vậy thôi. Rồi ở đây nó có những cái vỏ của hành nè. Người ta làm không có kỹ, người ta không có lột á, nó sẽ nổi lên. Do vậy có thể vớt ra một lần nữa đây. Hôm trước mình Quyên có chia sẻ cách làm hành phi từ hành tím, rồi hành phi từ hành tây. Anh chị em và các bạn nào chưa coi những cái video đó đó thì có thể tìm bằng cách là gõ tên món ăn rồi vành Quyên, mình viết có dấu hoặc là không dấu đều được. Ví dụ như mình tìm hành tím phi vành Quyên, hay là mình ghi là hành phi vành Quyên, hoặc là các món ăn khác. Bởi vì hiện tại Vành Quyên có 750 món ăn rồi, do đó mà YouTube nó không có hiển thị hết. Tuy nhiên mình có thể tìm được trên Google và cả YouTube luôn. Và cô bác, anh chị em và các bạn nào chưa bấm đăng ký kênh để đón nhận video mới của Vành Quyên đó, thì vui lòng bây giờ mình bấm đăng ký kênh. Rồi nhớ bấm vào cái chuông nữa, thì lúc mà Vành Quyên đăng video lên YouTube sẽ gửi thư thông báo. Và nhân đây thì Vành Quyên cũng chân thành gửi lời cảm ơn đến toàn thể cô bác, anh chị em và các bạn đã cùng đồng hành với Vành Quyên trong thời gian rất là dài luôn. Có những chị em đã đồng hành với Vành Quyên từ những ngày đầu tiên Vành Quyên làm video, đó là video cách làm bún tươi mà ép tay đó. Trải qua cũng hơn 3 năm rồi, Vành Quyên cũng đã chia sẻ được rất là nhiều món ăn đến toàn thể cô bác anh chị em trên toàn thế giới. Và bây giờ mình thấy nó sôi nhẹ nhẹ như vậy rồi đó, thì tăng nhiệt lên. Bếp chính số mình để số 7. Làm hành phi rất là quan trọng cái thời gian và canh nhiệt, do vậy nhớ thỉnh thoảng quay lại đảo một lần. Rồi vớt bỏ mấy cái vỏ ở trên ra nè. Cái này nó sẽ lâu hơn một chút so với lại mình phi cái hành, mà hành từ hành bào. Nhớ là nhìn vô thấy cái dầu nó sôi như vậy là được nè. Để gần hơn cho anh chị em và các bạn thấy, tức là lúc này mình sẽ để lửa hơn trung bình, tức là số 7 đó. Bếp mình có 9 số. Hành bắt đầu mình đảo mình cũng thấy nó hơi có vẻ như nó nhẹ tay đi. Anh chị em và các bạn chú ý không thôi là nó bị cháy đen nè. Đây là cái bước mà các chị em mình hay gặp phải, đó là hành bị cháy đen. Tức là mình phi đã quá mức. Nhớ là khi mà phi hành, lưu ý một cái điểm, đó là không phải là mình đợi cho đến khi hành vàng đúng ý thì mình vớt ra đâu, mà hành nó hơi bắt đầu nó chuốm vàng. Trước khi chuốm vàng, mình lấy cái cây mình đảo, mình đã thấy nó nhẹ tay. Rồi mình phải để ý, mình nhìn vô, mình thấy nó hơi thôi. Mình phải lập tức vớt ra liền. Và vớt ra rồi thì tắt lửa, hoặc không thôi là mình chuẩn bị sẵn một cái rây lớn. Lưu ý là một cái rây lớn, chứ rây nhỏ mình đổ vô là nó lại ngấm dầu và nó cháy đen. Mình lấy một cái rây lớn, mình đổ vô một lần cũng được. Hoặc là vớt ra từ từ, nhưng mà trong lúc mình vớt á, thì cái dầu của mình nó vẫn phải sôi, để nó không có hút dầu vô trong hành. Nếu như mà mình để dầu không có sôi là dầu nó hút vào trong hành. Do đó mình khuyên vẫn hay nhắc trong các món ăn, đó là khi mà mình nấu các món ăn mà chiên đó, thì lúc cuối cùng mình thường tăng nhiệt để cho nhả dầu ra. Tức là dầu ở trong hành nè, nó nhả ra thì hành của mình nó mới giòn lâu, không bị hút dầu,
Còn không thôi là khi mà phi hành chị em mình sẽ thấy là giòn ban đầu, nhưng mà lúc sau nó bị yếu đó, gọi là hút dầu đó, là do mình tắt lửa trước khi vớt hành. Lưu ý là nhớ là vớt hành ra rồi thì mới tắt lửa. Vành Khuyên nói kỹ để chị em mình làm thành công. Chị em mình khi xem video của Vành Khuyên á, vui lòng nghe thật là kỹ, bởi vì những cái bí quyết hay là kinh nghiệm Vành Khuyên đều chia sẻ hết luôn, thật là kỹ. Bây giờ nãy giờ mình được 12 phút rồi đó, mình cứ tiếp tục. Từ từ mình sẽ đảo, thấy cái này nó nhẹ hơn, bởi vì là nước ở trong hành nó ra bốc hơi lên. Bắt đầu nó phồng xốp lên, nó giống như là tăng thể tích á. Và nó nổi toàn bộ lên. Nhìn cọng hành nó thấy nó phồng hơn lúc ban đầu rồi. Và khi mình đảo mình thấy nó nhẹ tưng luôn á. Lúc này là gần đạt nè. Còn 7 phút nữa để được 22 phút. Mình vẫn tiếp tục nha. Bởi vì nếu như mà mình làm chưa khô á là nó sẽ bị yếu. Lúc này nó phồng lên nhiều quá rồi đó. Nó nổi bồng bềnh lên trên luôn. Từ đầu cho đến cuối, cái thời gian là khoảng từ 22 cho đến 25 phút. Tùy theo anh chị em và các bạn canh nhiệt. Bây giờ nó xốp 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 lên rồi nè. Đó, bây giờ nó nổi bồng bềnh đó. Bởi vì cái hành phi nó gần đạt rồi. Vẫn cứ tiếp tục. Bây giờ nó thơm lắm luôn á. Khi mà phi hành là cái bếp của mình nó thơm cái mùi hành. Do vậy anh chị em và các bạn nhớ khử mùi, giống như cái video mình khuyên chia sẻ cách khử mùi nhà bếp nha. Cứ tìm khử mùi nhà bếp Vành Khuyên là tìm ra. Nói chung là mình muốn tìm cái gì thì cứ gõ cái từ khóa, cái tên á mà mình muốn là sẽ ra. Đó, bây giờ nó phồng lên quá chừng nè, nó xốp lên luôn á. Rồi cứ tiếp tục chờ cho đủ 22 cho đến 25 phút, xốp lên luôn. Tuy nhiên vẫn chưa được, tức là bây giờ mình vẫn để nhiệt y như vậy luôn. Anh chị em và các bạn lưu ý là nãy giờ mình để vẫn để số 7, thì mình nhìn thấy cái dầu từ từ nó không có còn sôi nữa, tức là cái hành của mình nó đã ra nước, thì như vậy cái hành mới không có yếu. Giống như hôm trước mình làm cái món chiếp chuối đó, cũng vậy luôn. Chiên cho đến khi nào mà không thấy cái dầu nó sôi sôi nữa đó, tức là hành nó không có sủi bọt nữa, thì lúc đó là nó hết nước. Bây giờ nó phồng xốp lên rồi đó. Nhớ là phi vừa phải thôi, rồi vớt ra chứ đừng có để trong nồi là nó bị khét đó. Rồi bây giờ như vậy là được rồi. Mình phi vừa đúng thời gian là 22 phút. Thì vớt ra, cho qua cái rây. Lưu ý là nhiệt lúc này mình vẫn còn nấu nha, đừng tắt. Tắt là nó hút dầu. Thấy màu đẹp quá chừng chưa? Vớt ra xong rồi thì lúc đó mới tắt lửa. Khi mình vớt ra xong rồi là nó chưa có giòn đâu. Cái hành nó chỉ giòn khi mà nguội. Bây giờ mình xóc lên, bắt đầu đã thấy nó giòn rồi đó. Từ từ là nó sẽ giòn. Và cái màu đẹp chưa? Quá chừng đẹp luôn.
nhớ xốc lên như vậy cho dầu nó rớt xuống. Bởi vì nó ra ngoài rồi, nó vẫn còn nóng. Ở nơi khí hậu nóng thì anh chị em và các bạn nhớ là vớt ra sớm hơn chút nữa thì hành nó mới đẹp. Bắt đầu nó giòn từ 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 đó. Rồi bây giờ mình chờ nguội, thật là nguội nha. Nhớ là chờ nguội thiệt nguội luôn thì mới cho trong hũ. Lấy một cái rây lỗ khít như vậy. Sau đó mình chế dầu qua rây để mình lấy cái dầu hành phi. Cái dầu này mình nấu ăn nó thơm lắm, mình để dành mình xào. Để thật nguội rồi thì mình mới cho vào trong hũ và dần rụm. Chị em và các bạn thấy dần rụm chưa? Và mình khuyên chúc toàn thể cô bác anh chị em và các bạn cùng thành công với lại món hành phi, hành tím phi. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Ngon ghê chưa? Cái màu hành nó đẹp ơi là đẹp luôn. Nó giòn, quá chừng giòn nè. Ôi, giòn rụm luôn. Từ nay dễ dàng mình làm hành phi tại nhà. Để ăn các món như là hủ tiếu, bún riêu, bún bò hay là tất cả các món ăn miếng. Nhớ phải để thật nguội rồi đó thì mới cho vô hũ, nếu không thôi là nó sẽ bị yếu. Giòn tan và có vị ngọt. Ăn giòn rậm luôn. Giòn tan. Giòn ghê chưa? Đây là hành. Sau khi làm xong mình cho trong hũ, sau đó mình cho trong tủ đông đá. Bất cứ lúc nào ăn là mình lấy ra, hành nó giòn rụm luôn và để được lâu không bị gắt dầu.